Ngoài ra còn có hít phải độc chất, tắc nghẽn phế quản do u dị vật, hẹp phế quản và bệnh lý viêm ruột. Và các nguyên nhân khác ít gặp hơn như hội chứng Mollier-Kuhn, hội chứng William-Campbell, hội chứng móng tay vàng, hội chứng Ehlers-Danlos, hội chứng mặt phẳng và hội chứng John. Và thường có khoảng 7 đến 50% là không tìm được nguyên nhân. Về lâm sàng thì hầu hết bệnh nhân có ho và khạc đờm kéo dài với tính chất là đờm mủ lượng nhiều, nếu hơn 100 ml một ngày. Và nếu mà để lắng đàm thì sẽ có 3 lớp, lớp trên cùng là trong và bọt, lớp giữa có nhiều nước và lớp dưới là đặc đục như mủ. Ngoài ra bệnh nhân có ho ra máu, khó thở và đau ngực. Thì lâm sàng có thể chia ra thành ba thể là thể khô, thể ướt và thể hỗn hợp. Thì thể khô thường là ở thùy trên và ho ra máu, ít khạc đàm. Thể ướt thì chủ yếu là ở thùy dưới hoặc là lan tỏa ở hai phổi. Ho khạc đàm nhiều và hay có các đợt bội nhiễm vi khuẩn. Thể hỗn hợp thì có cả ho ra máu và khạc đàm nhiều. Triệu chứng thực thể thì có thể có sốt, sụt cân, ngón tay vừa trống, khò khè, rành nổ, rành ẩm, rành ngáy, và nặng hơn thì có thể giảm oxy máu mặn. Cận lâm sàng thì gồm có 3 nhóm chính là hình ảnh học để chẩn đoán, thăm dò chức năng hô hấp và xét nghiệm nguyên nhân. Thì xét nghiệm chẩn đoán gồm có X quang ngực thì hình có với các đặc điểm là các khí đạo dày có thể có hình nhẫn hoặc hình đường ray, các ổ viêm phổi, các hình mờ bất quy tắc rải rác, xẹp phổi dạng đĩa hay dải. Thì trên X quang có thể phân thành 4 loại, đó là dạng phế quản dạng ống, dạng tràng hạt, dạng túi và dạng hỗn hợp như hình minh họa bên đây. Thì đây là hình X quang của một bệnh nhân dạng phế quản là có hình ảnh dạng dạng ống. Và đây là hình ảnh dạng dạng túi. Và CT scan ngực là phương tiện tốt nhất để giúp chẩn đoán và xác định vị trí dạng phế quản, từ đó có thể giúp gợi ý nguyên nhân. Đặc điểm của CT scan là có giãn lòng phế quản lớn hơn 1,5 lần mạch máu kề cận và mất hiện tượng giảm dần khẩu kính phế quản khi ra ngoại vi và co hẹp kiểu búi dạng phế quản. Các nang ở đầu tận phế quản và thấy được phế quản dù sát thành ngực hoặc trung thất. Đây là hình ảnh CT của bệnh nhân giãn phế quản dạng ống ở bên trái và gồm có dạng tràng hạt và dạng túi ở bên phải. Thì tất cả các bệnh nhân giãn phế quản thì nên thăm dò chức năng hô hấp để có thể giúp chẩn đoán mức độ bệnh và thường có rối loạn thông khí tắc nghẽn. Để xét nghiệm tìm nguyên nhân thì giãn phế quản khu trú thì nên soi phế quản để tìm tổn thương gây tắc nghẽn lòng phế quản. Tổn thương khu trú ở thùy trên của phổi thì tìm vi trùng lao hay nhiễm Aspergillus. Và tổn thương lan tỏa thì có thể định lượng nồng độ clorid trên mồ hôi và điện di miễn dịch trong chẩn đoán bệnh sơ nang, đánh giá cấu trúc và chức năng của lông chuyển và tinh trùng trong hội chứng loạn động lông chuyển. Giãn phế quản đoạn gần và hen trên bệnh nhân gợi ý Aspergillus, làm test da huyết thanh chẩn đoán và cái đàm tìm Aspergillus. Đây là cái sơ đồ tiếp cận chẩn đoán giãn phế quản theo Harrison, thì em dịch ra tiếng Việt là gồm có thứ nhất là nếu mà trên lâm sàng mình nghi ngờ bệnh nhân có giãn phế quản thì mình nên làm X quang phổi, thăm dò chức năng hô hấp, xét nghiệm đàm và CT scan ngực. Nếu mà CT scan bình thường thì ta sẽ theo dõi sát nội soi phế quản và đánh giá khả năng chồng ngược dạ dày thực quản thì mình hít sạch. Và nếu mà có giãn phế quản khu trú thì mình sẽ nội soi phế quản, xét nghiệm AFP đàm và giãn phế quản lan tỏa thì mình sẽ định lượng nồng độ clorid trên mồ hôi, điện di miễn dịch trong chẩn đoán bệnh sơ nang, xét nghiệm AFP đàm, đánh giá cấu trúc và chức năng của lông chuyển và tinh trùng trong hội chứng loạn động lông chuyển, định lượng alpha 1 antitrypsin, test da huyết thanh chẩn đoán và cái đàm tìm Aspergillus và test HIV. Về điều trị thì mình chủ yếu Khoan là điều khoan khoan khoan, trị. stop stop, giờ nói lại nghe.
Ủa vậy nãy giờ mình dựa vô gì để mình chẩn đoán? Dạ Tức là là cái chìa khóa đó, chìa khóa là tức là học của CT cô á, tụi em phải nhớ nè, trình xong là phải rút gút lại cái chìa khóa nào để mình chẩn đoán cái bệnh đó nha. Em tụi em thì thường trình nói rất là nhiều, nhưng mà mình phải thực hành lâm sàng là mình phải chốt lại dựa vô cái nào nào quan trọng nhất. nên là dựa vào CT scan ngực không? Đúng rồi nha. Tức là khi để quyết định chẩn đoán một cái gọi là bệnh giãn phế quản là mình phải chụp CT ha, chứ mình không có nói giãn phế quản không không mà mình không chụp CT, mà mình nói người ta giãn phế quản là không có đúng nha các bạn nha. Vì vậy cho nên là bắt buộc là bắt các bạn phải chụp CT, mà CT á, độ phân giải cao để mình phát hiện được cái chẩn đoán, để mình kết luận là ca này giãn phế quản. Thì trong cái CT đó nó có ba cái tiêu chuẩn chính nha, ba cái tiêu chuẩn chính để chẩn đoán cái giãn phế quản. Cái đầu tiên á là cái đường kính của phế quản, cái tiêu chuẩn thứ số 1 nha, đường kính của phế quản nó gấp một lớn hơn 1,5 lần cái đường kính của mạch máu kế bên ha. Các bạn biết là cái mạch máu với cái mạch máu là thường là đồng và cái phế quản nó hay đi một cặp song song đó. Thì như vậy cái mạch máu, cái phế quản nó phải giãn ra và cái kích đường kính của nó lớn hơn 1,5 lần cái mạch máu kế bên, và nó tạo thành cái hình ảnh nó gọi là signet ring, SIGNET đó, hay dịch ra là dấu hiệu vòng nhẫn. Mà cái nhẫn này á, nhẫn này là nhẫn có hột nghe các bạn, nhẫn nhẫn hột xoàn đó nha. Cái nhẫn là cái vòng phế quản, và cái hột xoàn đó chính là cái mạch máu nằm kế bên, cho nên nó gọi là cái hình ảnh signet ring nha, dấu hiệu nhẫn hột xoàn ha. Rồi là dấu hiệu số 1. Dấu hiệu số 2 là mất sự phân chia nhỏ dần của phế quản đi ra ngoại biên, có nghĩa là các cái phế quản nó phải có kích thước nhỏ dần, tức là mình sẽ thấy bình thường á, là cái thành phế quản nó sẽ hai cái đường song song hai bên nó sẽ nhỏ 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 lại. Còn nếu mà mình thấy hình ảnh đường ray, có nghĩa là hai cái thành của phế quản nó đi song song, nó không có giảm, nó không có nhỏ lại đó, thì như vậy cái dấu hiệu thứ nhì gọi là hình ảnh đường ray nha các bạn. Tram trắc, tram trắc, tram trắc là T R A M T R A C K, tức là tram trắc ha. Hình ảnh đường ray, hình ảnh thứ nhất là hình ảnh vòng nhẫn, thứ hai là hình ảnh đường ray nha, và thứ ba là thấy được phế quản ha, cách cái trung thất hoặc là thành ngực 1 cm nha. Cách tức là bình thường ở đó là mình không có thấy phế quản nha, chỗ đó nó nhỏ, nó ngoại biên quá rồi, nhưng mà mình vẫn thấy được phế quản nha. Tức là ba cái tiêu chuẩn chính nha, ba cái tiêu chuẩn trực tiếp đó. Ngoài ra các bạn sẽ thấy những cái hình ảnh như là phá hủy nhu mô, tạo những cái kiss, những cái nang, hình ảnh chùm nho vân vân ha. Còn hồi nãy bạn nói những cái dạng túi, dạng ống á, thì hồi xưa người ta phân loại ra, nhưng mà bây giờ á, thì chẳng ai phân loại cái dạng túi, dạng ống đó nữa, vì nó cũng điều trị cũng giống nhau thôi, kể nghe chơi vậy thôi, chứ mình điều trị cũng vậy thôi, cho nên là chỉ phân biệt trên hình ảnh học cho vui, chứ mình cũng không có phân loại khác nhau. Nhưng mà có cái phân loại như vậy nè, bạn phải nắm, tức là nó sẽ có hai loại giãn phế quản là giãn phế quản xơ nang và giãn phế quản không xơ nang. Xơ nang có nghĩa là kiss kiss fibrosis đó, nãy giờ bạn có nhắc tới cái bệnh đó ha. À, tức là những có hai dạng, một cái dạng đó gọi là bệnh giãn phế quản mà liên quan tới cái bệnh xơ nang. Bệnh xơ nang là kiss kiss fibrosis, đây là một cái bệnh bẩm sinh, một cái bệnh bẩm sinh mà lại nó rất là thường gặp ở cái người nó là Caucasian đó, người châu Âu á ha. Và do cái lớp nhầy ở trên cái phế quản đó, niêm mạc phế quản đó, nó bị có một cái yếu tố di truyền gì đó cô quên mất rồi,
nhưng mà cái lớp nhầy đó đó nó không có di chuyển nha. À, thành ra là tại vì ở Việt Nam mình cũng không có, cho nên cô cũng không có đọc kỹ, là tại vì Việt Nam mình không có cái bệnh này, hiếm lắm, hầu như là không thấy luôn nha. Và khi mà chẩn đoán là nó có cái clo ở trong mồ hôi nó giảm ha, đó là một cái bệnh bẩm sinh nha. Và khi và cái lớp nhầy ở trên cái niêm mạc phế quản đó, nó bị rất là đặc ha, nó rất là đặc, cho nên là nó rất là dễ nhiễm trùng, và cái bệnh này là thường xuất hiện ở tuổi nhỏ ha. Còn tất cả các giãn phế quản còn lại nó gọi là giãn phế quản không xơ nang ha. Hai cái bệnh này nó hơi khác nhau một chút nha, hơi khác biệt nhau một chút. Và giãn phế quản không xơ nang đó thì nãy giờ bạn nói đó, nguyên nhân nó rất là đa dạng nha. Đó, nó cực kỳ đa dạng ha. À, có thể là do, và có tới mấy chục phần trăm đó, nãy bạn ghi là 7 tới 50%, tức là tùy cái nghiên cứu, nhưng mà cái tỷ lệ mà không tìm được nguyên nhân nó rất là cao ha, không biết nguyên nhân gì tự nhiên á là bị giãn phế quản. Thành ra là một số trường hợp thì mình tìm được nguyên nhân, một số trường hợp thì mình không tìm được nguyên nhân. Như vậy thì mình cũng phải cố gắng để mình tìm nguyên nhân, bởi vì nếu mà tìm được nguyên nhân thì mình có thể tác động trên cái nguyên nhân đó nếu được ha. Còn nếu mà không được thì thôi, mình chỉ trị cái hậu quả của nó nha, mình chỉ trị cái hậu quả của nó. Và cái nguyên nhân của nó cực kỳ đa dạng, cho nên cái biểu hiện lâm sàng của nó cũng cực kỳ đa dạng luôn nha. Có nhiều trường hợp ấy là thực thực sự là bạn nhìn thấy giãn phế quản trên phim, trên CT, nhưng bệnh nhân không có triệu chứng lâm sàng nha, chứ không phải là ai cũng phải là ho đàm như bạn nói đâu nha. Sẽ có những cái dạng nó gọi là không có triệu chứng lâm sàng. À, một số trường hợp thì ho đàm tái đi tái lại và nhiều đợt cấp tái đi tái lại. Một số trường hợp thì ho ra máu tái đi tái lại ha. À, và cái đo hô hấp ký á, thì sao? Đo hô hấp ký thì có nhiều trường hợp á, là không có luôn nha, không có luôn, có nghĩa là đo hô hấp ký bình thường, tức là nói chung là cũng đa dạng luôn ha. Có những trường hợp là đo hô hấp ký bình thường, cũng có những trường hợp là đo hô hấp ký thấy có hội chứng tắc nghẽn, và một số ít là có hội chứng hạn chế, tức là nó cũng không có rõ ràng luôn á nha, cũng không có rõ ràng. Đó. Thành ra là nói tóm lại á, là đây là một cái bệnh lý khá đa dạng. À, và khi mà mình chẩn đoán giãn phế quản thì mình dựa trên trên CT scan là chính nha, CT scan là chính. Và có những người thì họ sẽ biểu hiện bằng cái ho đàm rất là nhiều, tái đi tái lại. Có nhiều người biểu hiện bằng ho ra máu. À, và gần đây á, trước đây thì giãn phế quản là một cái nhóm bệnh mà ít có được chú ý ha. Nhưng mà khoảng 10 năm gần đây á, thì khi mà người ta thật ra người ta quan tâm tới cái COPD rất là nhiều. Và khi mà người ta cho bệnh nhân COPD chụp X-quang, à, quên, chụp CT để người ta tầm soát, người ta chẩn đoán cái khí phế thủng á, thì tình cờ người ta lại phát hiện ra là ở bệnh nhân COPD á, cái tỷ lệ giãn phế quản rất cao, đặc biệt là ở cái nhóm bệnh mà ở cái nhóm bệnh nhân mà có cái FEV1 càng thấp thì tỷ lệ giãn phế quản nó có khuynh hướng rất là cao nha. Đặc biệt á, thành ra bạn ghi COPD và hen có 5% thôi, không có, nó bây giờ nó nhiều lắm đó. Và đến nỗi mà người ta còn đưa ra là liệu rằng cái có một cái bệnh đồng mắc giữa hen và vỡ ở giữa COPD và giãn phế quản hay là không. Và hôm trước mình có học cái bài COPD rồi đó, các bạn nhớ là khi mà mình đánh giá cái bệnh nhân COPD đợt cấp mà để mình cho kháng sinh đó, còn nhớ không? Thì ở cái nhóm bệnh nhân mà mình nghi ngờ bệnh nhân này có nhiễm Pseudomonas mãn tính đó, đó, thì mình thấy rằng là sao? Mình thấy rằng là ở cái nhóm bệnh nhân mà có cái một trong những cái yếu tố mà mình nghĩ là bệnh nhân COPD có cái nhiễm Pseudomonas mãn tính đó là có giãn phế quản. À, bạn có lật lại sách coi ha, lật lại cái bài hôm trước coi nha. Giãn phế quản là một trong những cái yếu tố nguy cơ mà COPD bị nhiễm Pseudomonas mãn tính nha. Vì vậy cho nên là ở cái nhóm mà bệnh nhân giãn phế quản này, bạn sẽ thấy là nó nhiễm khuẩn mãn tính rất là nhiều.
nó nhiễm khuẩn mãn tính rất là nhiều, và khi mà và trong cái nhiễm khuẩn mãn tính đó, cái tỷ lệ mà nhiễm Pseudomonas rất là cao ha. Đặc biệt đó là hồi nãy mình có nói cái bệnh sơ nang đó, bạn nhớ cái nhóm mà bệnh sơ nang đó nó cũng dễ nhiễm Pseudomonas cực kỳ luôn, mà hễ mà nó đã nhiễm được cái Pseudomonas đó rồi á là hầu như không có phương pháp nào để điều trị cải thiện được cái không không có diệt được đó, không có diệt được cái con Pseudomonas ở cái nhóm bệnh sơ nang nè. Còn ở cái nhóm mà giãn phế quản không sơ nang á thì cái tỷ lệ nhiễm Pseudomonas cao. Tỷ lệ thứ nhì nữa là nhiễm cái con NTM, là cái con ngày hôm thứ sáu vừa rồi cô mới nói đó, là cái con gì, Mycobacterium non tuberculosis ha, nhiễm ở con vi khuẩn mà lao không điển hình đó nha, nhiễm cái con đó rất là nhiều. Thành ra các bạn nhớ là ở cái tỷ lệ ở cái bệnh nhân giãn phế quản á, là mình phải nhớ, đặc biệt là bệnh nhân giãn phế quản mà ở cái thể mà gọi là ướt của bạn đó, nhiễm khuẩn tái đi tái lại, ho đàm nhiều đó, thì mình phải đi tìm con NTM và con Pseudomonas nha. Rồi đó là nãy giờ mình nói liên quan tới chẩn đoán á. Rồi bạn nói tiếp đi. Thưa phương điều trị thì mình chủ yếu sẽ điều trị theo nguyên nhân và cải thiện sự thanh lọc chất nhầy của đường dẫn khí, kiểm soát nhiễm trùng và cải thiện tình trạng tắc nghẽn của đường dẫn khí. Thì điều trị nguyên nhân thì mình sẽ tùy theo từng nguyên nhân mà có những cái phương pháp điều trị như truyền immunoglobulin, kháng lao, corticoid và kháng nấm, và lấy dị vật phế quản. Để cải thiện sự thanh lọc chất nhầy của đường dẫn khí thì gồm có vật lý trị liệu lồng ngực như vỗ lưng, dẫn lưu tư thế, tan đàm, cải thiện tình trạng tắc nghẽn đường dẫn khí thì có thuốc giãn phế quản. Để kiểm soát nhiễm trùng thì tốt nhất là nên dựa vào kháng sinh đồ, lựa chọn kháng sinh ban đầu dùng đường uống hay đường tiêm là tùy theo mức độ nhiễm trùng, thay đổi kháng sinh dựa theo đáp ứng lâm sàng và kết quả kháng sinh đồ nếu có. Thời gian dùng kháng sinh thường là từ 1 đến 2 tuần, có thể lâu hơn ở những trường hợp giãn phế quản nặng, vi khuẩn kháng thuốc hoặc bội nhiễm do trực khuẩn mủ xanh, tụ cầu vàng, có thể kéo dài tới 3 tuần. Điều trị ngoại khoa thì phẫu thuật cắt phân thùy, một thùy phổi hoặc một bên phổi ở những bệnh nhân có giãn phế quản khu trú, có ra máu nhiều lần hoặc tắc do khối u, và chống chỉ định ở những bệnh nhân giãn phế quản đã lan tỏa và có triệu chứng của suy hô hấp mãn tính. Ngoài ra còn có ghép phổi. Phòng bệnh thì bệnh nhân không nên hút thuốc lá, thuốc lào, tránh môi trường có nhiều bụi khói, vệ sinh răng miệng, tai mũi họng, điều trị triệt để các ổ nhiễm khuẩn vùng tai mũi họng, răng miệng và bệnh đường hô hấp như viêm phế quản cấp, áp xe phổi, tiêm phòng cúm, phế cầu, đề phòng lấy sớm dị vật nếu có. Dạ, phần trình bày của nhóm em đến đây là hết rồi. Cái phần điều trị này á, em soạn á, em coi tài liệu quá là xưa ha, bây giờ nó đổi nhiều lắm rồi đó nha, nó đổi nhiều lắm rồi đó. Để cô nói nha, để em đợi tụi em đợi cô lấy cái bài của cô lên nha. Dạ.
Sao sao má không có để cái bò quay lên được vậy? Nó chỉ đã chia sẻ được cái màn hình này. Cần chia sẻ cái bao bôi không trực tiếp á. Được. Bây giờ chia không, sẻ màn hình hả? Cái này là trong khi má trình bao bôi mà. Hơi bóng như này vậy. Không, thì này là đang. Là được rồi. Alo alo. Các bạn thấy màn hình chưa? Dạ thấy rồi. Cho các bạn coi lại cái hình nha ha. Thì đây là cái này nó gọi là signet ring nè, signet ring nè, đó ha, signet ring sign là dấu hiệu vòng nhẫn đây. Các bạn thấy không? Cái hình nhẫn thiệt đẹp luôn nha. Đây là mình thấy dấu hiệu vòng nhẫn ha, tức là cái đường kính của cái phế quản nó gấp rưỡi, cái này nó còn gấp mấy lần luôn ha. Thì chỉ cần gấp hơn 1,5 lần là đủ tiêu chuẩn rồi đó. Cái mạch máu đi kế bên nha. Đây nó cũng có mấy cái signet ring nè, nhưng mà cái này chính là gì phải không? Cái này là tram track nè các bạn, hình ảnh đường ray nè ha. Hình ảnh đường ray tức là cái hai cái thành phế quản nó đi song song. Hai cái thành phế quản nó đi song song với nhau. Và cái dấu hiệu thứ ba là mình nhìn thấy những cái hình ảnh phế quản ở cách cái màng phổi đó, hoặc là một khoảng 1 cm ha. Đó là cái ba cái dấu hiệu chính. Ngoài ra mình thấy những cái dấu hiệu phụ như là dày thành phế quản nè, bít tắc lòng các cái phế quản nhỏ do nó viêm, nó tạo thành cái hình ảnh gọi là tree in bud size ha. Đó, đây là những cái dấu hiệu giống như là, hay là dịch ra là dấu hiệu chồi cây hay chồi mầm gì đó nha. Và những cái vùng giãn phế quản nó có thể rất là nhiều, và nó tạo thành một cái những phá hủy nhu mô luôn, và nó tạo thành những cái này gọi là kiss nha các bạn. Nó to, nó tạo thành kiss. Và những cái kiss này nó có thể bị nhiễm khuẩn ha, nhiễm khuẩn. Nó tạo cái, nó có cái lớp dịch ở bên trong nè, nó có cái lớp dịch bên trong do bội nhiễm đó ha. Và nhiều cái kiss nó nằm cạnh nhau thì một chùm luôn, nó gọi là dấu hiệu tổ ong ha. Hình ảnh tổ ong nha. Đây là những cái hình ảnh khá là đặc trưng của giãn phế quản nha. Thành ra các bạn nhớ là cái khi để chẩn đoán giãn phế quản là phải hình ảnh học và dựa trên CT scan nha. X quang thì cũng được, nhưng mà X quang thường nó không có rõ ha. Còn cái này là chia ra làm 3 dạng trên hình ảnh học: dạng ống, dạng túi và dạng chuỗi. Nhưng mà anh này thì nãy cô nói đó, chia chơi vui thôi, chứ cũng không có áp dụng gì trong cái điều trị nha. Rồi. Và các bạn thấy rằng là những cái đối tượng là cần phải tầm soát giãn phế quản là ở những bệnh nhân COPD nè. Bệnh nhân hen, mà hen thường thì không có bị đâu, nhưng mà phải hen nặng á. Hen nặng, hen kiểm soát kém rồi đó thì mình bắt buộc phải tầm soát cái giãn phế quản nha. Còn hen bình thường thì không hen mà kiểm soát tốt, lâu lâu mới bị một lần thì chả sao nha. Hoặc là những người mà có cái triệu chứng ho đàm tới đi tới lại nha, viêm mũi xoang, bệnh môi liên kết nha. Tức là mấy cái này là nó trong mấy cái hội chứng đó các bạn ha. Hoặc là người bình thường khỏe mạnh mà ho kéo dài lâu quá, nhiều đàm tới đi tới lại thì phải đi tầm soát cái giãn phế quản. Và biểu hiện lâm sàng thì nãy cô nói nó rất là đa dạng, có khi rất nhẹ không có biểu hiện gì luôn. Nhưng cũng có thể là ho đàm mãn tính tái đi tái lại, viêm phổi tái đi tái lại. Một số trường hợp thì có ho ra máu nha. Thì ho ra máu này cũng rất là đặc biệt. Một lát sẽ nói riêng cái điều trị ho ra máu làm sao ha. Và cái chức năng hô hấp thì có khi là hoàn toàn là bình thường, nhưng cũng có khi là có cái hình hội chứng tắc nghẽn nha. Hội chứng hạn chế thì ít gặp, có thể có ha, có thể có nhưng mà ít khi gặp nha. Và trong
trong cái đặc biệt trong cái giãn phế quản thì nó có cái rối loạn thanh thải đàm nha các bạn, nó bị cái đàm nó rất là nhiều ở cái nhóm mà ho đàm đó ha. Và cái căn nguyên thì rất là đa dạng và có một số là đỏ này nó gọi là idiopathic, là không có biết căn nguyên gì luôn ha, không biết luôn. Còn tất cả các nguyên nhân khác có thể là COPD, hậu nhiễm trùng, hen, aspergillus, bệnh thấp khớp, triều trào ngược dạ dày, alpha 1 antitrypsin, vân vân, rất là nhiều thứ ha, rối loạn vận động lông chuyển rồi nữa nha. Và cái cơ chế bệnh sinh thì nãy bạn nói đó, tức là nó có biến dạng, đầu tiên là nó viêm viêm rồi nó làm cho cái tăng cái protein, nó phá hủy biến dạng đường dẫn khí, rồi nó làm rối loạn thanh thải chất nhầy. Và khi mà cái chất nhầy nó không có thải được, nó cứ ứ động hoài á, thì nó sẽ bị nhiễm khuẩn, nhiễm vi khuẩn quần cư ha. Nhiễm vi khuẩn quần cư là gì các bạn biết không? Nó gọi là colonizing đó nha, vi khuẩn quần cư. Và nó lại viêm trở lại ha, nó tạo thành một cái vòng luẩn quẩn, một cái vòng luẩn quẩn không không nó càng ngày càng nặng hơn đó nha, nó không có lành được. Và cái tỷ lệ mà nhiễm pseudomonas mãn tính ở cái nhóm bệnh này nó rất là cao ha, nãy cô nói rồi đó nha, nhiễm pseudomonas tính rất là cao. Và nhiễm cái nông tuberculosis mycobacterium cũng rất là nhiều nha. Trong đó có thể là cái con mycobacterium avium complex hay là abscess, tức là nó có nhiều á, cái hôm bữa nói đó, cái nhóm này nè nó rất tới mấy chục con ha các bạn, mấy chục con nha. Thì đây là tỷ lệ của các cái con mà hay gặp ở phổi đây nha. Rồi. Và về cái phân độ của cái giãn phế quản thì các bạn thấy bây giờ nó có cái bảng phân độ nha. Đây là cái bảng phân độ PSI nha, B này B bò nha các bạn. Còn cái PSI là bên viêm phổi là B phở đúng không? Còn cái này là PSI nha, Bronchiectasis Severity Index ha. Thì cái bảng này á, là nó có nhiều cái thông số đây. Và mình thấy có cái thông số mà nhiễm cái con pseudomonas là được cho tới 3 điểm rồi ha. Đó, nhập viện trong 2 năm gần đây cho 5 điểm luôn nha. Thành ra là mình sẽ coi để mình tính, và nếu mà 0 đến 4 thì là bệnh mức độ nhẹ, 5 đến 8 là bệnh trung bình, và trên 9 là nặng nha, nặng. Về điều trị thì mình sẽ có nhiều cái nhóm điều trị, tại vì nó bệnh phổi nó rất là đa dạng ha. Nếu mà nhiễm trùng phế quản mãn tính tái đi tái lại, ho đàm tái đi tái lại, thì hồi nãy bạn nói là dùng kháng sinh, nhưng mà thật ra đi như thế này, bạn sẽ thấy ở đây mình sẽ có hai dạng nha. Thứ nhất là trong đợt cấp thì mình dùng kháng sinh để điều trị đợt cấp. Bây giờ ra ngoài đợt cấp, bạn sẽ thấy mình sẽ vẫn tìm thấy những con vi trùng mà nó gọi là colonize đó. Colonize đó, hồi xưa nó gọi là quần cư hả? Dịch là quần cư hay gì đó. Tức là vi khuẩn bình thường, vi khuẩn gây bệnh, nhưng mà mình vẫn tìm thấy trong cái lúc người ta bình thường, người ta không có vô đợt cấp gì, mình cấy vẫn ra cái con đó nha, nó gọi là colonize hay là quần cư. Bây giờ thì nó dùng gọi là nhiễm khuẩn hô hấp mãn tính nha. Đó. Thì ở đối với cái giai đoạn, với những cái người mà nhiễm khuẩn hô hấp mãn tính đã trị làm sao nha. Trong đợt cấp thì trị làm sao? Đó, trong đợt cấp thì điều trị như đợt cấp, tức là y chang như là điều trị đợt cấp của COPD hay gì đó, thì nó điều trị tương tự như vậy, tức là nó cũng bao gồm thuốc kháng sinh, kháng thuốc giãn phế quản nếu có khò khè, lân đàm rồi vân vân ha. Rồi. Đối với cái trường hợp mà hư hỏng tức là thanh thải chất nhầy thì mình phải có cái thuốc, tức là hầu hết bệnh nhân đều có cái tình trạng này thì mình phải có cái kỹ thuật để làm sạch phế quản và cái thuốc điều hòa đàm nha. Còn đối với cái này là điều trị nguyên nhân ha, điều trị nguyên nhân. Và cái viêm này thì là vẫn còn đặt câu hỏi là mình có cần thiết phải điều trị kháng viêm hay không, vẫn còn đặt câu hỏi nha. Thì bây giờ có những cái phương pháp điều trị sau đây ha, điều trị căn nguyên.
thì tìm được căn nguyên mới trị, còn không được tìm được căn nguyên thì cũng bó tay, và có nhiều nhiều cái căn nguyên cũng không điều trị được luôn nha. Rồi tới điều trị nhiễm khuẩn thì nhiễm khuẩn mãn tính và điều trị đợt cấp, hai cái này khác nhau nha các bạn ha. Rồi cải thiện chức năng lông chuyển, điều trị tắc nghẽn dạng và điều trị ho ra máu. Đây là bây giờ cái này là cái rất là mới mà các bạn cần biết đây. À, trong cái đợt cấp thì nãy tức là cái điều trị đợt cấp thì bạn điều trị đợt cấp giống như là những cái đợt cấp ở trong đợt cấp COPD đó ha, tương tự vậy nha. Còn bây giờ đối với cái những trường hợp mà nhiễm khuẩn mãn tính thì sao? Thì người ta sẽ cho phép sử dụng kháng sinh dài hạn, cái này là của EAS nha các bạn. Người ta sẽ cho phép sử dụng kháng sinh dài hạn ở bệnh nhân giãn phế quản mà có ít nhất là 3 đợt cấp trong một năm thì có chỉ định sử dụng kháng sinh dài hạn nha. Sử dụng kháng sinh dài hạn sau khi mà đã cho bệnh nhân điều trị cái thuốc long đàm tối ưu rồi và điều trị các cái nguyên nhân bên dưới rồi, thì người ta sẽ xem xét hai nhánh, nhánh bên này á, tức là mình sẽ cho bệnh nhân cái đàm. Nếu mà cái đàm tìm thấy cái con Pseudomonas thì mình sẽ cho bệnh nhân xài cái gì? Thuốc kháng sinh nha các bạn, kháng sinh inhale nha các bạn, tức là kháng sinh đường hít dài hạn nha. Kháng sinh đường hít dài hạn, dài hạn là bao lâu? Ít nhất 3 tháng nha. Còn nếu mà không phải cái con Pseudomonas, tức là những cái con khác nên Pseudomonas, thì cho gì? Cho Macrolide nha. Macrolide này các bạn còn nhớ cái thuốc điều trị ở bên COPD hôm trước không? Macrolide dài hạn luôn. Macrolide dài hạn mà thường là cho gì? Azithromycin 250mg một viên một ngày ha. Đó, xài dài hạn luôn, cũng ít nhất 3 tháng nha các bạn. Đó. Và nếu mà không có dung nạp, có nghĩa là có nhiều người xịt phun cái thuốc kháng sinh này không được, hoặc là bị những cái tác dụng phụ do Macrolide, thì mình có thể đổi qua đổi lại nha. Và nếu mà mình nhận thấy là đáp ứng không có tốt á, thì mình sẽ, tức là đáp ứng của xài một cái đơn độc kháng sinh đường hít không tốt hoặc là Macrolide đơn độc không tốt, thì có thể kết hợp cả hai nha. Còn nếu mà không có dung nạp nữa đó thì sẽ tìm những cái phương pháp điều trị khác nha, phương pháp điều trị khác. Cũng chưa có cái nào rõ ràng ha. Đó. À, đây là những cái phác đồ kháng sinh mà diệt cái con Pseudomonas này là xài cái gì. Thì nó có nhiều cái phác đồ ở đây, nó có đưa đại khái cho mình 3 cái phác đồ, và cái phác đồ nào cũng xài 3 tháng hết á ha. Ví dụ như cái phác đồ giữa mình sẽ thấy cho bệnh nhân tiêm cái tĩnh mạch, tiêm tĩnh mạch khởi đầu ha, beta lactam cộng amino 2 tuần. Sau đó mới cho phun ha, phun là phun gì, hoặc là colistin, topramycin hay gentamicin, tổng cộng 3 tháng nha. Hoặc là có thể nếu mà nghĩ nhiều là cái con Pseudomonas thì mình cho quinolone hoặc là ciprofloxacin uống 2 tuần. Sau đó thì uống xong rồi lại tiêm tĩnh mạch, cũng vô duyên ha. Uống xong rồi lại tiêm tĩnh mạch rồi sau đó mới phun khí dung đó. Còn cái phác đồ bên này thì uống hoặc tĩnh mạch cộng với lại đường hít luôn 2 tuần, rồi sau đó tiếp tục là ngưng cái đường uống hoặc tĩnh mạch, chỉ có inhale thôi nha. Thì cái này là phác đồ của EAS đưa ra, thì cũng có nhiều cái nó thấy cũng không hợp lý, nhưng mà mình áp dụng cái nào thì mình áp dụng nha các bạn. Tuy nhiên là ở Việt Nam mình hiện nay cũng chưa có cái thuốc kháng sinh đường hít phổ biến nha. Và các bạn biết là kháng sinh đường hít thì bây giờ nó ra những cái dạng mới. Không phải là mình lấy cái thuốc mình bỏ vô trong cái máy phun khí dung mình phun. Đây là cái máy phun khí dung là dạng nhỏ rất là gọn. Cái này nó gọi là máy phun khí dung siêu âm đó các bạn. Nha. Gọn không? Đó, cái này là dùng sóng siêu âm nha.
chứ không phải là cái máy cơ đâu. Cái này là cái phun khí dung siêu âm, và nó sẽ đổ cái nước thuốc vô, giống như mọi lần của mình đó, đổ cái kháng sinh vô đây phun. Hoặc là bây giờ nó làm những cái dạng bột này các bạn, cái dụng cụ này là những cái dạng bột giống như là Simbicort hay là gì đó, là trong này là bột nha các bạn, là bệnh nhân ngậm hít, nó rất là tiện. Cái này là FDA nó approve hết rồi nè, trong đó nó có cả aminoglycosid, beta lactam, là atrionam đó, quinolone, như là levo, cipro, polymyxin là colistin, và phosphomycin. Đây là những cái dạng, thì cái này giới thiệu cho các bạn biết là, tuy nhiên là Việt Nam mình chưa có nha, chưa có, cho nên hiện nay á, thì nếu có thì mình chỉ cho xài cái Macrolide dài hạn thôi, chứ còn cái mấy cái kháng sinh đường hít thì cũng chưa có được phổ biến nè. Rồi. Đây là những cái bằng chứng cho thấy là sử dụng Macrolide dài hạn thì nó giảm được cấp ở bệnh nhân giãn phế quản nè. Đây. Và khi mà dùng kháng sinh dài hạn vậy á thì các bạn phải nhớ là lưu ý á, là trước khi mà dùng cái macrolide dài hạn á thì mình phải coi bệnh nhân có nhiễm NTM hay không. Bởi vì cái phác đồ điều trị cái NTM này nè là nó đã có sử dụng macrolide, mà mình đã sử dụng macrolide bên này rồi mà xài đơn độc dài hạn liều thấp nữa đó thì nó có nguy cơ là kháng cái macrolide này, không sử dụng được cái macrolide này để trị cái con NTM ha. Rồi. Và xài cái macrolide này phải nhớ là coi chừng giảm thính lực ha, hoặc là nó có cái rối loạn thăng bằng, nó kêu là chóng mặt đó nha, dùng lâu dài một số bệnh nhân nó bị cái đó. Còn nếu mà xài cái aminoglycosid thì coi chừng cái thận cũng liên quan tới giảm thính lực luôn, giảm thính lực thăng bằng luôn, và coi chừng là các cái thuốc gây động gây độc thận khác mà mình dùng chung ha. Rồi. Cái nhóm và ở những cái bệnh nhân mà giãn phế quản này thì mình phải xem xét cái thuốc tác dụng trên đàm nha. Thì tác dụng trên đàm á, tức là nãy giờ là mình điều trị kháng sinh dài hạn để điều trị cái nhiễm khuẩn mãn tính. Nếu đợt cấp thì mình dùng kháng sinh trong cái đợt cấp ha. Và cái điều trị thứ ba là mình điều trị đàm. Điều trị đàm thì nó có hai dạng. Dạng thứ nhất là mình sử dụng thuốc, cái này là các cái thuốc tác động trên đàm nha, thì nó có bốn nhóm như vậy ha, thì trong đó có cái gefenazine rồi ecdysteine, capsaicin vân vân nha. Rồi. Ngoài ra đó thì ngoài cái thuốc ra mình còn có các cái phương pháp vật lý trị liệu hô hấp như là dẫn lưu tư thế, vỗ vỗ rung, tập thở ho, kỹ thuật thở ra mạnh, và mình phải có những cái phương pháp làm lỏng bớt cái đàm để bệnh nhân thở ra. Đây là cái vật lý trị liệu hô hấp, điều trị về đàm, như là dẫn lưu tư thế nè, rồi thở ra mạnh, sử dụng các cái dụng cụ, lát sẽ cho bác coi cái hình cái dụng cụ, hoặc là các cái tập thể dục rồi tập cơ hô hấp vân vân nha. Đây là các cái trường hợp dẫn lưu tư thế, tức là tùy cái vùng bị giãn phế quản chứa nhiều đàm đó thì mình sẽ cho bệnh nhân nằm theo cái hướng nào để cho cái đàm nó dễ dễ ra ngoài ha, kêu là dẫn lưu tư thế nha. Còn đây là vỗ ha, vỗ rung, và nhớ là phải khum cái bàn tay để vỗ để cho cái đàm nó lông ra và bệnh nhân dễ khạc. Ngoài cái vật lý trị liệu đó, bệnh nhân mình có thể cho bệnh nhân phun khí dung để làm loãng đàm bằng cái nước muối Ưu Trương, hoặc là dùng cái manitol ha để làm phun khí dung để làm loãng đàm. Và đây là cái dụng cụ, nó gọi là cái dụng cụ cũng làm loãng đàm nha các bạn. Cái ống này hôm trước tôi thấy có giới thiệu ở Việt Nam nè, nó có giới thiệu vô đây đem vô bán 2 triệu một cái ống này à. Nhưng mà cái ống này nhìn rất là đơn giản, chỉ là một cái ống nhựa, là trong này nè nó có một cái miếng bằng nhựa giống như một cái lưỡi vậy đó, nó mềm,
và bệnh nhân ngậm cái ống này thổi nè, thì nó nghiên cứu nó nói rằng là cho bệnh nhân thổi như vậy thì nó có cái tác dụng sống gì đó, acoustic sound wave nè, nó làm cho cái đàm của bệnh nhân lỏng ra. À, mình cũng không hiểu luôn không hiểu cơ chế làm sao mà nó nghiên cứu nó nói vậy đó. À rồi, đó đó là về điều trị đàm ha. Còn đối với ho ra máu thì sao? Ho ra máu lượng ít thì mình cho điều trị nội khoa với thuốc co mạch với lại axit tetrazamin đó, hoặc là cho ngậm nước đá ha. Mất tiếng rồi. Alo. Dạ nghe lại rồi. Nghe lại hả? Dạ dạ nghe lại. Ồ hình như cái bài cái này nó có cái giọng nói thâu sẵn. Giọng nói thâu sẵn. Làm lại nha, làm lại nha. Rồi, nghe lại nè. Không nghe gì hết rồi. Nghe không? Dạ không Không nghe nghe. tiếng nào. Không nghe hả? Không nghe để gì cô nói. Tức là cái điều trị ho ra máu á, thì nếu mà lượng máu ít á, thì mình có thể điều trị nội khoa ha. Còn nếu mà lượng máu nhiều á thì mình sẽ cầm máu, nếu mà cầm máu được qua nội soi phế quản á, tức là nếu mà mình có cái kíp ekip nội soi phế quản ngay cái lúc bệnh nhân ho ra máu thì quá tốt. Mình sẽ cho ống soi vô và mình dùng cái bóng chèn mình chèn cái chỗ chảy máu ha. À, hoặc là mình bơm cái fibrinogen hoặc là thông pin vô nha. À, một cái kỹ thuật khác để cầm máu á, tức là mình sẽ gây thuyên tắc cái gì? Thuyên tắc động mạch phế quản, các bạn nhớ chỗ này là động mạch phế quản chứ không phải động mạch phổi nha. Là sao? Mình sẽ dùng cái DSA xóa nền đó nha. Là mình sẽ luồn cái ống từ động mạch đùi lên ha, và đi theo cái động mạch chủ để đi tìm cái chỗ mà đang chảy máu đây nè, đây tìm cái chỗ đang đang chảy máu để nó bơm cái thuốc vào để gây cái thuyên tắc cái động mạch đang chảy máu nha. Đây là những cái này nó gọi là thủ thuật hết á nha. Nội soi hay là gây thuyên tắc đều là thủ thuật chưa phải là phẫu thuật nha. Thì ở phòng học thạch thì không có làm này, nhưng mà hễ mà mỗi lần có ra máu là đều giới thiệu qua bên Chợ Rẫy á, Chợ Rẫy hoặc là Đại học Y Dược làm. Thì khi mà bơm vào như vậy á, thì nó cũng có khả năng thất bại hoặc là tái phát nha, tùy tùy cái loại cái chất mà bơm vào đây nha. Và nếu mà nặng quá, hoặc là nếu mà có một cái hồi nãy bạn có nói về phẫu thuật nữa, thì giãn phế quản cũng có thể cân nhắc phẫu thuật. Trong trường hợp nào? Trong trường hợp mà nhiễm trùng, tức là cái chỗ giãn phế quản nó khu trú, nó khu trú, thì mình có thể cân nhắc để phẫu thuật để giải quyết hai trường hợp, tức là nhiễm trùng tái đi tái lại hoài hoặc là ho ra máu tái đi tái lại hoài, mà cái ổ nhiễm trùng của mình nó gọn, nó đơn giản, thì có thể cân nhắc để phẫu thuật cắt bỏ cái vùng giãn phế quản đó luôn, thì nó sẽ là điều trị triệt để nhất nếu bệnh nhân chịu đựng được cuộc mổ. Còn nếu không thì mình chỉ điều trị nội khoa như nãy giờ. Đó là cái điều trị nãy giờ hết rồi đó, các bạn có hỏi gì thêm không? Alo, alo.
Dạ cô cho em hỏi mấy cái liệu pháp mà tác động bên cái đàm thì mình có nhiều liệu pháp men không? À, thường thì mình giới thiệu họ đi tập vật lý trị liệu. Thì ở cái bộ phận vật lý trị liệu hô hấp ấy là nó có hết, tức là kỹ thuật cũng đơn giản, tập cho bệnh nhân thở rồi vỗ lưng, tập khạc đàm, dẫn lưu tư thế và hướng dẫn bệnh nhân tập khạc đàm. Tại vì có nhiều bệnh nhân họ không biết khạc đàm luôn á. À, thì mình phải tập cho họ khạc đàm lại làm sao mà đẩy đàm ra tối ưu á. À, rồi nó gọi là ho hiệu quả, tức là đẩy đàm sao mà đạt khạc đàm ra được hết, tại vì cái đàm là một trong những cái khó chịu nhất của bệnh nhân giãn phế quản này. Nó cũng cái tài liệu á, bạn coi cái BTS á, cái EAS thì nó nói nghe không không có chi tiết bằng cái tài liệu của BTS á nha. BTS mới đây nè, BTS 2018 hay gì đó. Còn cái EAS tức là gần đây nó có hai cái guideline mới về giãn phế quản ha. Thì các bạn lật ra tham khảo, hồi nãy cô đưa cái EAS 2017 nhưng mà có một cái nữa là của BTS á, là của Hội Lồng Ngực Anh á, là cô thấy nó viết còn chi tiết hơn cái EAS nhiều. EAS thì nó hình như nó trả lời câu hỏi là chính. Còn cái BTS á, nó nói rất là kỹ, bạn tham khảo cái BTS hay lắm. Dạ, còn cái khuyến cáo mà chích ngừa bê bò á, British viết lại đi, BTS là bê bò TS á ha. Rồi hỏi lại đi, ai hỏi gì đó. À, cho em hỏi còn cái khuyến cáo mà chích ngừa cúm phế cầu thì có vẫn áp dụng không? Chích ngừa cúm phế cầu thì cứ lớn tuổi ho đạm tới đi tới lại là phải chích rồi. Không riêng gì SUPD mà ai cũng chích hết á. Trên 65 tuổi là bắt buộc phải chích rồi. Cho là cúm thì chích hàng năm. Hỏi đi. Tăng cái khả năng khạc đạm của họ còn. À. Cái thuốc ho còn như bình coli nước chế trung tâm ho cấp gì có xài. Thực ra đó thì những cái bệnh nhân này là không nên xài tạc bin, tại vì tạc bin nó lại ức chế cái phản xạ ho, trong khi cái phản xạ ho này là cái cần thiết để họ đẩy đàm ra ngoài nha. Chỉ sử dụng trong trường hợp là bệnh nhân ho quá nhiều trong cái đợt cấp nào đó, thì bệnh nhân ho quá nhiều, bệnh nhân than phiền về cái ho đó thì mình chỉ có thể xài thì xài ngắn hạn để giải quyết cái đợt cấp ho đó thôi. Còn thông thường là không nên xài, bởi vì xài nó ức chế cái phản xạ ho, làm cho bệnh nhân ứ động đàm lại dễ nhiễm trùng hơn nữa. Giờ có ai hỏi gì nữa không? Dạ cô, em hỏi cô. Những cái quẹn có cái phương pháp nào để mình dự đoán cái đợt cấp nữa không cô? Dự đoán đợt cấp thì nó cũng tương tự như là đợt cấp của COPD, tức là khi mà bệnh nhân bắt đầu có ho đàm đục, có đàm vàng thì hoặc là có những cái dấu hiệu nhiễm trùng là chuẩn bị vô một cái đợt cấp. Vậy thôi, những cái và ở những cái bệnh nhân, tức là người ta thấy hồi nãy cô nói đó, giữa bệnh nhân COPD với giãn phế quản nó có cái mối liên kết mà người ta chưa biết đó, là cái nào dẫn tới cái nào. Không biết là COPD người ta chỉ thấy ở cái giai đoạn, có vẻ như là ở giai đoạn nặng đó, thì cái COPD nó mới xuất hiện cái giãn phế quản sau này, chứ hình như là không có trước đó. Người ta cũng chưa có nghiên cứu được đầy đủ cái mối liên quan giữa hai cái bệnh này. Rồi, có bạn nào hỏi gì nữa không?
Dạ cô ơi, cô cho em hỏi một chút ạ. Dạ cô ơi, khi mà điều trị cái giãn phế quản này mà trong cái đợt cấp của cô thì cái hiện tại ở bệnh viện hay là kinh nghiệm của cô trong cái điều trị kháng sinh đó cô, ở những cái bệnh này như thế nào, và khi mà qua cái đợt cấp rồi mà điều trị duy trì ấy, thì mình sẽ điều trị như thế nào không? Có ba cái phác đồ như cô nói, nhưng mà hiện tại thì như kinh nghiệm của cô thì nên dùng cái nào tốt hơn không cô? Em cảm ơn cô. Hiện tại thì cái việc mà sử dụng kháng sinh đường hít, bây giờ nói cái ngoài đợt cấp trước ha, cái kháng sinh đường hít ở mình là chưa có phác đồ của Bộ Y tế, là chưa có nha. Cho nên là hiện tại là Việt Nam mình chỉ xài cái colistin đó trong cái đợt cấp nghi ngờ nhiễm những cái con pseudomonas mà kháng thuốc, hoặc là những cái vi khuẩn mà đường ruột hay là Acinetobacter pulmoni mà kháng thuốc hết rồi thì người ta mới cân nhắc xem tới cái colistin để cái phun khí dung trong đợt cấp. Còn sử dụng kháng sinh đường hít ngoài đợt cấp là hiện nay chưa, Bộ Y tế chưa có, thành ra không biết là các bạn có xài được hay không thì tôi chưa biết. Còn nếu mà muốn xài á, tại vì những cái chế phẩm mà để sử dụng cho cái đường tĩnh mạch rồi mình đem qua mình xài ở cái đường khí dung á, thì người ta vẫn đặt ra một cái câu hỏi khá lớn và cũng chưa có cái câu trả lời cho nó thỏa đáng. Nghĩa là cái chế phẩm dùng phun khí dung, chế phẩm dùng đường tĩnh mạch á, thì đưa qua đường khí dung á, thì về cái hấp thu nó như thế nào thì người ta vẫn đặt câu hỏi là như vậy nó có tương đồng hay không, ha? Có được hay không đó, và nó có cái khác biệt gì nhau hay không thì vẫn là đặt cái câu hỏi lớn ngay chỗ này. Còn đối với những cái đó là hai cái nhóm thuốc mà người ta hay sử dụng, vừa dùng tĩnh mạch mà vừa phun luôn, đó là cái nhóm aminoglycosid và cái nhóm mà colistin ha. Còn các cái khác thì chưa thấy, ví dụ như là cái nhóm cipro á, cipro hay levo á, thì cái đường hít hiện nay á ở nước ngoài người ta dùng cái dạng bột hay cái dạng nó gọi là liposomal đó, cái dạng đó nó cái dạng đó là nó chỉ đặc biệt dùng trong cái đường hít và nó hướng tới cái mục đích tốt hơn. Việt Nam mình thì chưa có nhập mấy cái này. Đó. Còn trong cái đợt cấp á, thì mình điều trị giống như là một cái đợt cấp của cái COPD. Tức là mình phải, tức là vô đợt cấp thì mình cũng dùng thuốc theo kinh nghiệm. Và nếu mà bệnh nhân có cái tiền sử đã từng nhiễm Pseudomonas trước đây thì bắt buộc các bạn phải xài cái nhóm kháng Pseudomonas ha, trong đó bao gồm cái cái beta lactam kháng Pseudomonas, tức là nhóm Benen, Ceftazidime, hoặc là cái nhóm Quinolone kháng cái Pseudomonas. Còn nếu mà không có bằng chứng kháng nhiễm Pseudomonas trước đây thì mình có thể xài cái phổ rộng như là cái nhóm beta lactam mà thế hệ Cephalosporin. Vân vân, thì cái đó là tùy cái lâm sàng của mình nha các bạn. Và chờ cái kháng sinh đồ. Thì điều trị đợt cấp như thế nào, của COPD như thế nào thì điều trị cái này tương tự như vậy. Tuy nhiên cái thuốc kháng viêm, tức là hôm trước mình điều trị cái đợt cấp COPD thì có 4 cái các bạn còn nhớ ha. 1 là giãn phế quản, 2 là kháng viêm, 3 là kháng sinh và 4 là oxy. Đó. Thì cái kháng viêm ở đây vẫn chưa có rõ ràng nha các bạn. Cái kháng viêm trong cái đợt cấp giãn phế quản vẫn chưa có nghiên cứu đầy đủ. Thì cũng cân nhắc, chứ cũng không có cho phép là sử dụng tất cả các bệnh nhân nhập viện vì đợt cấp COPD thì được xài kháng sinh đường tĩnh mạch. Quên, đường kháng viêm đường toàn thân. Còn giãn phế quản thì chưa có chỉ định này. Tùy mình cân nhắc, nếu trong những trường hợp nặng thì có thể xài phòng hỗ trợ. Rồi đó, bạn vậy thỏa mãn chưa? Còn muốn hỏi gì thêm không?
Dạ cô, vậy thì điều trị duy trì em thôi thì nghĩa là điều trị đơn bản thân sau đó về dùng kháng sinh được uống không? Thì kinh nghiệm của cô kháng sinh này mình nên dùng cái gì không? Như vậy tức là nãy người ta nói là chỉ khi nào rất nhiều đợt cấp mới có chỉ định, chứ không phải là xuất viện rồi là cho tiếp nha. Người ta chỉ sử dụng kháng sinh dài hạn ở bệnh nhân giãn phế quản có trên 3 đợt cấp trong một năm nha các bạn. Đó. Và hiện nay thì theo kinh nghiệm của cô chỉ có cho xài cái macrolide dài hạn đó thôi. Tức là cái azithromycin 250mg một ngày vậy á. Tại vì hồi nãy là dù có pseudonat hay là dù có nhiễm pseudonat hay không nhiễm pseudonat, mình đều có chỉ định này được. Ha, thật ra nếu mình thấy bệnh nhân này đợt cấp hoài thì mình có quyền cho cái thuốc đó. Nó cũng đã có chứng minh là giảm đợt cấp. Ha, rồi. Rồi còn ai có hỏi gì nữa không? Cô cho bọn em xin cái bài giảng của cô nha cô. Ừ rồi, bài cô để cô soạn lại thêm tí. Tại còn có mấy slide tiếng Anh. Rồi cô gửi sau nha. Dạ. Cô thứ 6 này bọn em sẽ nếp trình cô bài ung thư phổi. Thứ 5 ạ. Thứ 5. Còn tuần sau thì học bài gì? Hôm bữa cô có đưa lên cho bọn em 4 bài cho khoa 1 đó cô. Thì hai tổ, mỗi tổ 2 bài thì bọn em có cái bài lao với lại cái bài ung thư phổi. Còn tổ chuyên khoa 1, năm 1 thì là bài tiếp cận u với lại bài hôm nay giảm kết quả nào. Thì chắc tuần sau có một bài nữa, tháng thứ 2 chắc là thứ 2 chắc là bài tiếp cận u đó cô. Rồi tiếp cận u trước đi rồi hãy ung thư sau. Thứ năm này bài tiếp cận u không? Tiếp cận u rồi mình nói tiếp cận u xong rồi mình mới trị nó, tức là mình điều trị ung thư đó, ung thư phổi sao nha. Rồi vậy mình nghĩ ha, thứ tư này là học bài hen với chuyên khoa 2 nha các bạn, chuyên khoa 2 trình bài hen. Cô cho em xin cái bài lao mà chưa có được dịch qua tiếng Việt của cô đi, cái tại vì đây em cũng xin muốn cập nhật kiến thức để mà em làm lâm sàng của em. Em nào vậy? Em Bảo hả? Dạ em là Bảo nè, em Bảo nè. Tại vì đúng em rồi, lâu rồi không có được lập lại cập nhật kiến thức. Phạm Ngọc Hạch gì mà trình cái bài gì đâu mà sư lắc sư lơ, không chịu cập nhật. Hen. Dạ. Rồi. Dạ. Dạ thôi hen, giờ nghỉ ngay các bạn. Dạ, em chào cô ạ. Dạ, cảm ơn cô.